Xin chào ngày mới các bạn thân mến. Sang đến ngày hôm nay thì những cơn mưa vẫn có thể xuất hiện ở miền Bắc, nhưng lại chủ yếu là tập trung ở vùng núi. Còn khu vực đồng bằng, bầu trời chủ yếu là nhiều mây. Nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và toàn miền sẽ dao động trong khoảng là từ 25 cho đến 27 độ. We'll be right back.